giao bán Toyota Camry 2 năm quy rẻ hơn thị trường 300 triệu đồng, chủ xe thật thà, xe tai nạn làm lại nhưng máy móc còn zin. Người bán chiếc Toyota Camry 2 năm quy này, được cộng đồng mạng ca ngợi là bán xe có tâm và trung thực, vì sẵn sàng chia sẻ sự thật. Một chiếc Toyota Camry 2 năm quy đời 2020 đang gây chú ý, vì mức giá bán lại 750 triệu đồng, thấp hơn khoảng 300 triệu đồng so với giá thị trường. Cụ thể, trên thị trường xe cũ, Toyota Camry cùng phiên bản, cùng đời hiện có giá dao động 1 tỷ đến 1,1 tỷ đồng tùy tình trạng. Lý do cho mức giá bán lại hấp dẫn là vì xe từng gặp tai nạn và đã được hồi sinh về hình dạng ban đầu. Người bán không tiết lộ quá nhiều về tình trạng xe thời điểm mới gặp tai nạn, nhưng khẳng định động cơ, hộp số còn zin, tức vẫn hoạt động tốt. Sau khi giao bán trên mạng xã hội, không ít người đã khen đây là một người có tâm, trung thực, không che giấu lịch sử của xe. Đồng thời, mức giá rẻ hơn thị trường khoảng 300 triệu được đánh giá là hợp lý và là món hời cho những ai không quan ngại về xe tai nạn. Về chiếc xe, ngoại thất sở hữu màu đỏ và khó có thể nhận ra đây là một chiếc xe đã từng gặp tai nạn. Lưới tản nhiệt sơn đen bóng. Các trang bị đáng chú ý ở ngoại thất có đèn pha LED projector, vành đa chấu màu bạc, cảm biến trước trên sau, cảnh báo điểm mù. Nội thất bọc ghế da màu đen chủ đạo. Không có nhiều hình ảnh nội thất của chiếc Camry 2 năm quy này, nhưng cảm quan cho thấy da ghế ở mức khá ổn, không xuất hiện quá nhiều vết nhăn lớn. Bên trong xe đã có sẵn thảm sàn da. Các tiện ích nổi bật gồm màn hình giải trí 8 inch, có kết nối Apple CarPlay trên Android Auto, 9 loa JBL, cả 4 ghế có tính năng chỉnh điện, rèm che nắng cho hàng ghế sau, xà không dây. Về động cơ, Toyota Camry 2 năm quy sử dụng máy 4 xi lanh, 2.5 lít hút khí tự nhiên, công suất cực đại 178 mã lực và 235 Nm moment xoắn, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mẫu xe này có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Trên thị trường xe cũ không thiếu những chiếc xe từng gặp tai nạn, sau đó được phù phép với ngoại hình và nội thất trông như mới. Thế nhưng, số đông những chủ xe này lại chọn cách không trung thực, sẵn sàng giao bán kèm lời quảng cáo không đâm đụng, không ngập nước để bán lại với mức giá như xe nguyên zin. Vì vậy, một người bán xe có tâm như trên được cộng đồng mạng hoan nghênh là điều khá dễ hiểu.